Nhau rồi thì cái muối của mình á như vậy là gần xong rồi nha. Đó thì mọi người thấy này, có nhiều cái nó vẫn còn chưa có tan ra nè. Đó thì mình cứ vừa đảo vừa tán nó ra nha. Đó đó mình cứ vừa đảo vừa tán nó ra từ từ ha. Rồi khi nào mà nó khô hẳn rồi bắt đầu mình sẽ tắt bếp nha. Chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ làm món muối tôm Tây Ninh ha. Thì để làm được cái món muối tôm Tây Ninh này á, thì ở đây mình có 200g ớt, 200g tỏi, 200g muối và 20g đường. Và ở đây là 100g tôm khô. Thì cái tôm khô này á, thì mọi người có thể sử dụng là tôm tươi cũng vẫn được ha. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đem đi rửa và xay những cái phần tỏi và ớt của mình. Rồi để bây giờ mà trước khi xay á thì mình sẽ cho vào đây một ít nước lọc nha. Đó mình cho một ít nước lọc vào để mình xay cho nó dễ á. Đó mình sẽ cho hết cái phần ớt của mình vô. Rồi mình bỏ lên mình xay trước nha. Rồi mình sẽ xay trước nha. Mình sẽ cho hết cái phần tỏi này vô luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục xay. Rồi sau khi mà mình cho tỏi ớt mình xay rồi á, mình sẽ cho hết cái phần tôm khô này vô luôn. Mình lại tiếp tục xay. Sau khi mà tỏi ớt tôm của mình đó xay nhuyễn rồi á, mình sẽ cho hết cái phần muối hột của mình vô luôn. Rồi, mình sẽ đậy nắp lại. Mình lại xay tiếp ha. Rồi, bây giờ cái phần muối tôm của mình đó, mình đã xay xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho nó ra chảo và mình sẽ bắt đầu mình sẽ là làm muối ớt của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp lên. Rồi mình cho hết cái phần muối tôm của mình vô ha. Đó thì bây giờ lúc mà mình mới bỏ vô á thì mọi người cứ để lửa vừa vừa ha, không cần phải để lửa nhỏ đâu. Đó thì sau khi mà cái phần muối tôm của mình á nó đã nóng lên như thế này đó thì mình cho hết 20g đường của mình vô ha. Lúc này thì mọi người cứ để lửa vừa vừa ha, không cần phải để lửa nhỏ nha. Khi mà mọi người cho đường vào á thì mọi người nhớ đảo liên tục nha,
để nó cháy với cái phần bếp của mình á, mình cứ đảo liên tục ha. Mọi người thấy cái phần muối tôm của mình đó nó cũng sắp kẹo rồi nè ha. Đó thì khi mà nó kẹo lại á thì lúc mà mình cho đường vô á thì nó sẽ bị cháy dưới đít chảo nha. Đó thì cái lúc này á mình sẽ giảm lửa nhỏ nhất nha. Đó mình giảm lửa nhỏ nhất xong rồi mình đảo đều tay nữa ha. Còn bây giờ á, thì nó còn chưa còn ướt á thì mình cứ đảo để lửa vừa vừa và mình cứ đảo đều là được ha. Cái muối tôm của mình á nó có tỏi với lại tôm khô á, rất là thơm mấy mọi người, rất là ngon ha. Đó, bây giờ nó như thế này á, mình sẽ dặn lửa nhỏ nha. Đó, mình cho lửa nhỏ nó thì nó sẽ nóng, nó sẽ khô lại từ từ ha, chứ mọi người mà cho lửa lớn rồi bắt đầu nó sẽ cháy nha. Bây giờ mình sẽ giảm lửa nhỏ lại. Rồi nha mọi người, đó mọi người cứ giảm lửa nhỏ lại để cho nó đảo đều tay cho nó khô lại từ từ ha. Đó, đến lúc này á, thì mọi người thấy rồi đó, khi mà mình cho đường vô á, thì bắt đầu nó sẽ dính chảo, nó cháy nè ha. Đó mà nó dính cả muối rồi nó đóng lại cục á, thì mọi người nhớ hãy đảo liền tay ha, đảo liên tục nha. Nó bắt đầu nó dính chảo rồi đó. Cái muối của mình đó nó sắp khô rồi nha. Đó thì mình ráng cố gắng mình chịu khó mình đảo liên tục nha. Đó mọi người thấy khi mà cái muối của mình á chuẩn bị khô lại, bắt đầu cái nó có đường á, bắt đầu nó dính lại với nhau ha. Đó thì giờ mọi người cứ yên tâm ha, mình cứ xào đi rồi một chút xíu nữa mình sẽ tán nó ra nha. Đó thì mọi người nhớ lưu ý cái khúc này á, thì mọi người để lửa nhỏ thiệt nhỏ cho mình nha. Đó mọi người thấy nè, lửa nhỏ xíu nè ha. Đó. Mọi người cứ để lửa nhỏ nha, mọi người để lửa lớn quá thì nó bị cháy á. Thì bây giờ cái phần muối tôm của mình á nó cũng đã chuẩn bị nó khô rồi nè. Đó thì mọi người lúc mà mọi người đảo á, mọi người nhớ chà nó ra nè, nhớ trét nó ra đó, thì nó sẽ rã ra từ từ ha. Cái phần muối của mình á nó cũng đã sắp khô lại rồi nè. Đó thì trong cái lúc này á thì mọi người cứ đảo hoài nha, đảo liên tục luôn ha. Đảo đến khi nào mà nó khô thiệt khô rồi mình hãy tắt bếp nha.
Thấy không, mọi người vừa đảo vừa tán nó ra như thế này nha. Đó, cái để nó khi nó đóng cục 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 á, mình vừa đảo vừa tán á, đảo liên tục luôn. Đó, nó bể ra từ từ ha mọi người. Cái phần muối của mình á, mình làm gì là gần xong rồi hết mọi người. Đó, mọi người thấy cứ đơn giản không? Nó chỉ cần mọi người để lửa nhỏ, rồi khi nào nó khô lại rồi bắt đầu mọi người cứ tán nó ra về được ha. Đó, mình cứ vừa đảo vừa tán, vừa đảo vừa tán đó, là một lát thôi là nó sẽ ngon nha. Đó, bây giờ là sắp được rồi ha. Đó, mọi người thấy không? Nó như vậy là sắp xong rồi nha. Rất là đơn giản nha. Thấy nha mọi người, thì cái muối của mình đó, như vậy là gần xong rồi nha. Đó, thì mọi người thấy này, có nhiều cái nó vẫn còn chưa có tan ra nè. Đó thì mình cứ vừa đảo vừa tán nó ra nha. Đó đó, mình cứ vừa đảo vừa tán nó ra từ từ ha. Rồi khi nào mà nó khô hẳn rồi mà bắt đầu mình sẽ tắt bếp nha. Đó, như vậy là coi như là gần xong rồi nha. Mọi người thấy cái màu sắc của cái muối tôm của mình thấy ngon chưa? Rất là ngon ha. Thôi nha, cái mọi người xào cái muối của mình đó, đến khi nào mà nó khô như thế này là ok nha. Đó, nói như vậy là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình để nguội, rồi mình sẽ cho vào hũ bỏ tủ lạnh ăn từ từ nha mọi người. Đó, mọi người xem video của mình đến đến đây thì thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha.